Chào các bạn. Mình test mic nha các bạn, có nghe được mình nói chưa các bạn? Dạ rồi, dạ cảm ơn các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục qua buổi livestream extension buổi thứ hai. Ở buổi thứ nhất thì mình cũng đã giới thiệu các bạn một số cái extension mà mình thường dùng thôi. Và dĩ nhiên trong quá trình các bạn làm việc thì các bạn có thể tìm những cái extension khác riêng cho mình để tăng tốc cái tốc độ làm việc của các bạn. Thì nếu mà bạn nào mà muốn biết thêm hoặc là chia sẻ những cái extension đó cho những bạn khác thì cứ nói cái tên cái extension và comment bên dưới cho mình để mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái extension này vào những cái buổi livestream tiếp theo. Như thông báo thì mình sẽ có một số cái extension mới của ngày hôm nay. Extension Align của bạn Võ Quốc Hải. Bạn này cũng có trong Facebook Friends của mình đó. Bạn này có những cái bộ extension rất là hay. Các bạn có thể tải cái bộ Coric của bạn này. Ở đây anh cũng cảm ơn bạn Võ Quốc Hải đã chia sẻ những cái extension mà bạn viết miễn phí và cũng rất là hữu dụng cho các bạn khác sử dụng ha. Rồi mình xin được phép bắt đầu nha các bạn. Trong quá trình mà mình giới thiệu những cái extension thì có một số cái mình sẽ nói mở rộng thêm khi mà các bạn gặp phải những cái trường hợp mà các bạn tải những cái model trên 3D Warehouse về các bạn gặp những cái lỗi gì đó thì ở đây mình cũng sẽ nói nhanh qua cái nội dung này để khi mà các bạn gặp phải những cái trường hợp các bạn chúng ta có thể là biết cách để khôi phục lại cái khắc phục được cái lỗi mà các bạn chúng ta thực hiện. Rồi bây giờ tôi xin được phép bắt đầu giới thiệu cái extension đầu tiên của cái buổi thì chúng ta sẽ nói về cái extension Align. Extension Align nó nằm trong bộ extension Coric của bạn Võ Quốc Hải lập trình như tôi có nói hồi nãy á các bạn. Thì trong cái phần Align của SketchUp ấy, mặc định nó dựa trên các vertex, tức là những cái điểm này ha, hoặc là dựa trên cấu trúc bề mặt của đối tượng mà nó thực hiện cái lệnh align. Tuy nhiên thì nếu mà bạn nào sử dụng qua cái công cụ cơ bản này thì các bạn thấy là nó chưa có đủ để cho mình tăng tốc cái quá trình thực hiện cái lệnh align này lên và đôi khi nó cũng chiếm một vài cái bước nhỏ nữa thì tôi sẽ sử dụng cái Coric Align để thực hiện. Giả sử đây là tôi vẽ nhanh một cái góc nhỏ trong một cái căn nhà. Thì tôi sẽ thực hiện cách sắp xếp các đối tượng vào trong cái không gian của mình. Thứ nhất là các bạn sẽ bắt đầu thấy tôi có một cái mảng tường mà chỗ này nó có một cái góc chéo này, tôi sẽ để cái cửa sổ ngay cái góc chéo này. Rồi tôi sẽ sắp xếp các đồ đạc lên trên mặt bàn, ghế, vân vân và các bạn thấy tốc độ của Align nó sẽ giúp cho mình rất nhanh. Đầu tiên là ở cái cửa sắt này, cái cửa ra vô, tôi muốn cho nó nằm ngay cái bức tường này. Tôi chỉ việc là thực hiện cái lệnh Align. Các bạn mở cái phần Coric Align này lên. Nhấn vào cái nút này. Thì đầu tiên tôi chọn cái đối tượng nó sẽ di chuyển trước. Ở đây tôi chọn cái cửa này. Tôi nhấn vào cái nút lệnh này. Và khi tôi di chuyển vô bề mặt, cái bề mặt sẽ được đánh dấu. Highlight lên, các bạn click vô. Ngay lập tức cái
bề mặt mà gần nhất với cái bề mặt này nó sẽ được chạm vào ha các bạn ha. Đây các bạn thấy nó hở một tí xíu so với cái cạnh tường, cái đố cửa này nó hở tí xíu là do nó vướng ở chỗ cái tay cầm ở dưới này chút ha các bạn. Thì bây giờ các bạn chúng ta có thể thực hiện nhanh trước, tôi di chuyển ra trở lại ha các bạn ha. Rồi tôi nhấn nút align, click vào trong này. Thì các bạn thấy cái lẽ ra cái cửa tường á, cái đố cửa nó phải nằm ngay chỗ cái mép này với lại bức tường. Thì các bạn chúng ta thấy khi chúng ta di chuyển nhẹ chuột ra ngoài, nó có một cái icon và các bạn chúng ta di chuyển ngay cái bề mặt này, các bạn nhấn phím shift này. Đây thì các bạn click ngay cái bên ngoài cái đố cửa này thì nó sẽ canh cái bề mặt align này với cái bề mặt mà các bạn mới thực hiện cái phím shift và click vô nó. Sau đó các bạn có thể là di chuyển vô bên trong, rồi các bạn đục một cái khoảng trống ở trên cái bức tường này. Đó, đây là cái cách các bạn thấy nó rất là nhanh ha các bạn ha, được chưa? Rồi bây giờ đối với cái tủ này thì cũng tương tự như vậy, các bạn có thể là gì, các bạn giả sử như bây giờ tôi nói thêm, trong trường hợp các bạn chọn nhiều cái đối tượng cùng một lúc, bây giờ tôi chọn nhiều cái đối tượng và các đối tượng này nó rời rạc ra như vậy, thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ dùng lệnh align. Các bạn nhớ lúc này tôi đang chọn nhiều cái đối tượng của cái tủ này ha, tôi chọn lệnh align. Thì khi tôi chọn align ở đây các bạn sẽ thấy các bạn không chọn vào bề mặt khác mà các bạn thấy nó bao xung quanh cho các bạn một cái khối box và có 30 tọa độ. Thì để canh chỉnh được bề mặt align với nhau thì các bạn di chuyển chuột vào ngay cái bề mặt bên ngoài này. Giả sử như tôi muốn cái tất cả những cái cạnh, những cái cạnh của cái tủ này nè các bạn ha, kệ tủ á, nó nằm phía sau, tôi click chuột vào mặt sau, tất cả các bạn thấy nó đều nằm align với cái mặt sau hết. Để tôi tạm thời tôi cho cái này nó nhỏ lại để cho các bạn dễ hình dung hơn. Thì nếu mà trường hợp các bạn muốn cho nó về phía trước thì tôi chọn nó về phía trước đó. Còn trong trường hợp các bạn muốn nằm giữa với nhau thì các bạn di chuyển chuột làm thế nào để cho cái chuột nó hở ra tí xíu như vậy nè. Thì các bạn thấy tôi di chuyển chuột theo màu xanh lá, ngay lập tức nó sẽ xuất hiện một cái bề mặt. Và cái bề mặt này nó sẽ giúp cho các bạn canh giữa các đối tượng theo chuột xanh lá. Các bạn có thể chọn dễ hơn bằng cách di chuyển nó hở hở như vậy nè các bạn. Click lên, các bạn thấy nó sẽ được canh giữa ha. Rồi, trong trường hợp này tôi cho nó nằm phía sau thì tôi thực hiện lệnh cho nằm phía sau. Tiếp theo tôi sẽ có cái cạnh tủ này. Thì bên cạnh cái việc mà các bạn thấy là nó có thể là align các đối tượng, nó cũng giúp cho các bạn chúng ta chia các cái đối tượng ra thành những cái khoảng hở đều nhau cũng rất là nhanh. Tôi click chuột vào ngay đây và tôi thực hiện ngay cái phép chia. Giả sử như tôi chia 4 đi, tôi enter. Các bạn sẽ thấy nó, trước khi mà tôi thực hiện cái phép chia các bạn, thì các bạn thấy trong trường hợp này nó chỉ là di chuyển cái vách qua lại thôi, đúng không? Di chuyển cái vách tủ qua lại thôi. Bây giờ các bạn phải tạo cái bản sao cho nó bằng cách là các bạn nhấn phím Ctrl một cái, ngay trên cái biểu tượng của align nó sẽ xuất hiện cái dấu cộng đó. Đó, lúc này nó sẽ tạo ra một cái bản sao mới so với bản sao cũ. Các bạn thực hiện phép chia 4, enter, ngay lập tức nó sẽ làm cái phép chia. Do cái vách này tôi scale á, nên cái phần mà nó tự động nó tăng lên á, nó hơi bị lỗi, nó quay trở lại cái ban đầu. Bây giờ tôi chỉ việc là tôi di chuyển nó lại như ban đầu thôi. Chưa các bạn? Tương tự như vậy, cái vách bên dưới tôi làm lại phía bên tay trái này. Tôi gán phím tắt cho lệnh align này rồi các bạn. Rồi xong, sau đó tôi nhấn phím Ctrl, click về phía này một cái và tôi muốn chia cho 2, tôi nhập chia 2, các bạn thấy nó sẽ chia 2 cho mình. Tôi xóa cái đầu và cái cuối, vậy là các bạn sẽ ra được một cái ngăn kệ nó rất là ấn tượng. Ngoài ra các bạn có thể là canh giữa theo cạnh cũng được. Ở đây tôi muốn canh giữa cái đối tượng này theo một cái cạnh chiều sâu của cái kệ, thì tôi di chuyển chuột vào ngay một cạnh nào đó của cái chiều sâu kệ. Các bạn sẽ thấy nó ký hiệu một cái điểm center và các bạn click vào điểm center là xong ha các bạn ha. Scale nó lại chỗ này. Rồi. Bây giờ tôi chọn hết đối tượng, tôi make group và tôi thực hiện cái lệnh align với cái bức tường.
Ở đây tôi có thể cho nó xuống dưới này một cái. Các bạn có thể là align nhanh ở trên này ha. Tôi ẩn cái này đi. Tôi cho cái này nó sầm nằm xuống dưới này một cái và nằm lên trên bề mặt này. Các bạn sẽ thấy nó nằm ngang qua. Các bạn ha. Rất nhanh. Tiếp theo là ví dụ với cái cửa này, các bạn thấy cái bức tường chỗ này nó bị xiên nè. Thì các bạn có thể là chọn cái cửa sổ này, click vô bề mặt và các bạn sẽ nhấn vào phím tab. À, khi các bạn nhấn vào phím tab thì cái đối tượng nó sẽ tự động nghiêng theo cái bề mặt mà các bạn chọn. Lúc này cái cửa nó nghiêng theo cái vách tường rồi và các bạn thực hiện cái lệnh gì? Align để canh giữa với nhau. Tương tự trong trường hợp các bạn muốn ngay chỗ cái đố cửa này nè, nó nằm ngay với cái bề mặt này, thì các bạn nhớ hồi nãy tôi có hướng dẫn đó là các bạn nhấn phím Shift và để chuột ngay bề mặt này, các bạn click thì bề mặt này nó sẽ chạm vào ngay cái bề mặt mà các bạn đã chọn. Các bạn chúng ta double click vào cái bức tường, tạo cái mảng hở và các bạn chúng ta kéo về phía sau. Được chưa các bạn? Tốc độ các bạn dựng hình lúc này tăng lên rất nhanh. Tương tự, thí dụ như bây giờ tôi có cái ghế này, tôi muốn cho nó nằm ngay giữa cái bàn, tôi có thể chọn hai cái, tôi make group và tôi thực hiện ở lệnh align so với cái giữa của cái cạnh bàn và tôi click chuột xuống dưới cái nền này để cho nó nằm ở dưới cái nền nhà. Tương tự như vậy, bây giờ tôi di chuyển cái này gần vào. Tôi muốn cho cái dĩa thức ăn này nó nằm giữa cái ghế này thì tôi sẽ thực hiện cái lệnh cho ngay cái cạnh, di chuyển xích vào một chút. Cái này các bạn nhấn ở đây cho vào một cạnh ghế và di chuyển vào một chút. Đồ ăn thì các bạn có thể là gì? Thực hiện lệnh align để cho nó nằm ở trên cái mặt bàn. Rồi, các bạn có thể là di chuyển. Và các bạn lưu ý đối với những cái đối tượng mà nó càng phức tạp á, thì nó cần phải tốn một chút thời gian hơn để việc canh chỉnh nó chính xác. Chứ các bạn, rất là nhanh, rất là hữu dụng. Thì với cái này các bạn kết hợp thêm một cái lệnh như hôm hôm kia mình có chỉ, đó là các bạn dùng lệnh mirror như thế này. Các bạn cho ra cái bộ bàn ghế và di chuyển vào phía bên trong. Rồi, bây giờ tôi lại thực hiện tiếp một cái khác ha các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ chọn vào cái vách CNC, giả sử như đây là một cái vách CNC tôi tải từ trên cái 3D Warehouse về. Cái này tôi nói khác, nói thêm ở cái phần về 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 cái cách tải những cái mô đồ mà các bạn gặp lỗi ha. Chứ không phải liên quan tới Coric nữa. Thì trong trường hợp này các bạn thấy nếu mà tôi tải về một cái mô đồ, tôi thực hiện cái lệnh scale, các bạn thấy nó không có scale được. Thì muốn đưa vô trong cái minh họa, tôi muốn cho cái vách CNC nằm chỗ này này, chẳng hạn như vậy ha. Thì khi mà các bạn tải về một cái mô đồ trên mạng mà các bạn thực hiện cái lệnh scale nó không có được á, tức là các bạn lưu ý đây là một cái component và người ta đã lập trình, người ta khóa cái kích thước của cái model này rồi, các bạn không có thể thực hiện được cái lệnh scale nữa. Thì cái cách để chúng ta có thể scale đơn giản nhất, các bạn explode nó ra. Tới đây các bạn chúng ta thử scale được nữa hay không? Vẫn không được thì các bạn chúng ta làm gì? Các bạn có thể explode nó ra lần nữa. Và sau đó chúng ta thực hiện cái lệnh scale như bình thường. Đây các bạn ha. Các bạn có thể explore tiếp cho tới cái đối tượng như thế này. Tôi có thể make group trở lại và scale như bình thường. Được chưa các bạn? Rồi, ở đây tôi nói thêm một tí xíu nữa. Khi mà các bạn scale những cái đối tượng á, các bạn muốn giữ cái độ dày của cái đối tượng này. Đặc biệt các bạn sử dụng những cái vách CNC á. Thí dụ như độ dày của cái vách này hiện giờ nó đang là bao nhiêu? Đang là 18. Thì bây giờ các bạn muốn giữ nguyên cái kích thước của cái độ dày này khi các bạn scale lớn nhỏ gì cũng vậy thì nó vẫn giữ nguyên cho các bạn độ dày gỗ 18. Thì các bạn thực hiện một cái bước nhỏ, tôi có thể cho nó thành cái group cũng được, hoặc là bây giờ tôi chuyển nó thành component đi, trong trường hợp tôi muốn
copy nhiều cái, sau này thì tôi dùng cái component ha. Rồi tôi nhấn chuột phải, chọn Dynamic Component, tôi dùng cái lệnh là Component Attribute. Trong cái phần Attribute này nè, tôi gán ở cái phần Size, click vào mục Size. Và các bạn thấy ở đây cái len Y chính là cái độ dày của cái thớ gỗ này ha. Tôi sẽ bỏ cái đơn vị đi. Các bạn lưu ý hiện giờ nó đang tính là đơn vị cm ha. Tôi gõ dấu bằng. Bằng phía trước này nó có nghĩa là xác định giá trị tuyệt đối cho đối tượng, không được phép thay đổi cái thông số này. Bây giờ tôi scale nó lên. Thì các bạn thấy ngay lập tức nó vẫn giữ nguyên cái độ dày gỗ là 1,8 cm cho các bạn. Bây giờ tôi quay nó lại và thực hiện lệnh align. Rất là nhanh đúng không các bạn? Đây. Thì lệnh align này các bạn vẫn có thể gán được phím tắt cho nó ha, bằng cách các bạn vô trong cái phần Window Reference này, trong mục shortcut các bạn gõ chữ align và tìm tới cái correct align, gõ phím tắt. Ở đây tôi đã gán phím tắt là alternate A rồi. Thành ra sau này các bạn chúng ta muốn canh chỉnh nó rất là nhanh, chọn đối tượng nhấn alternate A rồi canh chỉnh với các đối tượng khác. Ha các bạn ha. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu. Đúng rồi, bạn Hoàng Anh có nói thì hồi nãy tôi có coi vào trong cái phần thông số của cái attribute này. Tôi thấy trong ba trục này chính là 1,8, hồi nãy tôi có đo rồi các bạn. Thì đây chính là cái thông số tôi cần phải fit nó lại. Thì nhớ nhấn bằng và xóa cái đơn vị đây đi ha các bạn ha, đừng có nhập đơn vị. Nhiều bạn làm theo tôi nhưng mà nói em nhấn bằng vô như thế này, nó báo lỗi như vậy. Tức là do các bạn gõ thêm cái đơn vị vô, các bạn bỏ cái đơn vị ra ha. Bằng. Thì như tôi nói sau này các bạn scale cỡ nào đi nữa thì độ dày của cái miếng gỗ này vẫn là 1,8 cm. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua một cái extension nhanh nữa, đó là Text Editor. Thì cái extension Text Editor này thông thường nếu mà các bạn sử dụng cái text này các bạn gõ, thí dụ như là My House chẳng hạn như vậy, bạn để ngay chỗ này đúng không các bạn? Và bây giờ giả sử như cái bây giờ các bạn muốn chỉnh lại cái nội dung test này ha, thì các bạn gần như là phải ngồi vẽ lại một cái hoặc là tạo lại một cái test mới. Tại bản chất cái thằng này nó không cho phép các bạn chỉnh sửa cái test. Do đó tôi giới thiệu các bạn một cái test có tên là Editable 3D Test ha. Những cái test, những cái extension này tôi đã up lên trên cái link và gửi cho các bạn hồi nãy rồi. Các bạn cứ việc tải về và cài theo hình thức dạng offline. Thì đối với cái này nó hay ở cái chỗ là gì? Tôi sẽ click chuột vào bề mặt mà tôi muốn gán cái chữ, xong sau đó tôi gõ nó. Đúng không? Rồi, tôi chọn phông chữ, kiểu chữ, canh chỉnh trái, giữa, phải, fill và extrude. Extrude có nghĩa là gì? Extrude, fill tức là cái chữ của mình nó không có được có cái bề mặt. Chúng ta cho fill lên. Còn extrude tức là cái độ dày chữ ha. Còn đây là kích thước của chữ. Tôi close. Rồi bây giờ các bạn chúng ta muốn chỉnh sửa cái chữ á, thì các bạn phải làm sao các bạn? Nhấn chuột phải, chọn edit text trong danh sách. Và lúc này các bạn chúng ta có thể gõ thêm những cái thông số khác nữa. Thí dụ như là happy chẳng hạn như vậy. Thì các bạn chúng ta thấy là nó sẽ bổ sung thêm chữ cho mình. Còn đây là canh trái, canh giữa, canh phải. Các bạn có thể chọn lại phông chữ kiểu đậm nghiêng hoặc là kiểu bình thường, tùy thuộc vào cái chữ nó cho phép các bạn. Độ dày, vân vân. Đây là một cái extension và tôi thấy nó cũng rất là hữu dụng. Tuy nhiên khi mà các bạn chúng ta copy cái chữ qua cái khác thì các bạn nhớ là chúng ta phải nhấn chuột phải vào cái đối tượng và chọn Max Unit. Chứ không thôi các bạn copy nó đi một cái chỗ nào đó xa thiệt là xa rồi các bạn không để ý, các bạn quên Max Unit đó, các bạn sửa lại nội dung thì cái nội dung cũ này đây cũng sẽ bị cập nhật theo, tại vì nó là một cái component đó. Max Unit, chuột phải, edit text và lúc này các bạn gõ lại, ví dụ như file đi chẳng hạn như vậy. Ok,
Được chưa các bạn có thể thay đổi độ dày, thay đổi độ cao, thay đổi phông, tùy thuộc vào mình muốn. Close là xong. Bây giờ tôi xin phép được giới thiệu qua tới cái extension thứ hai, thứ ba. Thì ở trong này tôi đã giới thiệu các bạn hai cái extension rồi, extension align và extension text editable. Thì các bạn chúng ta có thể tìm hiểu thêm cái lệnh click align này, nó có rất là nhiều cái hay khác nữa, nhưng đây là những cái thông thường mà tôi sử dụng nhất. Nó có những thêm một số cái tip khác thì các bạn có thể liên hệ với bạn Hải, hoặc là chúng ta tìm hiểu thêm trên các kênh YouTube ha, sẽ có những cái tip đi sâu hơn về cái Quick Align này. Bây giờ tôi qua tới xếp đều các khoảng cách đối tượng. Thì thông thường giả sử như đây là một cái hàng xe hơi, và cái hàng xe hơi này là của Enscape. Các bạn muốn xếp đều, tức là khoảng cách các xe này nó đều nhau, thì các bạn chúng ta sẽ thực hiện một cái correct tip, đó là correct space. Đây, nó nằm ở đâu rồi. Và khi các bạn chọn correct space á, thì các bạn chúng ta có thể gán được cái phím tắt cho nó. Tôi nhấn vào và tôi không thấy nó nằm ở đâu hết. Rồi, thôi bây giờ các bạn cứ biết là khi các bạn xuất hiện cái correct space á, mất tiêu rồi ta. À đây này các bạn. Nó sẽ ra một cái lệnh. Thì các bạn nhớ là chúng ta chọn hết các đối tượng ha, thực hiện lệnh và nhấn lệnh canh chỉnh. Đây các bạn. Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn canh đều khoảng cách giữa các đối tượng. Thì cái này nó cũng đặc biệt khi mà các bạn dùng những cái đèn LED âm trần á. Các bạn vẽ những cái đèn LED âm trần khi các bạn copy, mà các bạn copy bổ sung thêm. Ví dụ như tôi vẽ ở đây cho các bạn ha. Đây giả sử như là một cái đèn LED âm trần đi. Và khi các bạn copy, ví dụ như nhân 5, thì cái chuyện này là bình thường rồi, đúng không các bạn? Nhưng trong trường hợp giả sử như các bạn chúng ta nói, bây giờ mình thêm một số cái nữa đi. Ví dụ như thế này. Đó, ví dụ như vậy đi. Các bạn chúng ta muốn canh chỉnh những cái đèn này lại thì các bạn chọn hết nè. Chọn vào lệnh space và click chuột vào. Ngay đây nó sẽ canh chỉnh lại khoảng cách đều cho các bạn. Ha. Rồi, trong trường hợp mà cái đối tượng của các bạn nó không có nằm trên một cái trục song song với trục X, Y hoặc Z. Giả sử như nó nghiêng theo như thế này đi. Giả sử bức tường của các bạn nó có một cái mảng nghiêng như vậy. Thì các bạn chúng ta muốn canh chỉnh khoảng cách đều của nó. Thì các bạn thấy lúc này cái tọa độ của mình nó đi theo cái hệ trục góc. Các bạn chúng ta có một cái cạnh, đúng không các bạn? Ví dụ sử dụng đây là cái cạnh nghiêng của tường đi. Và các bạn click vào ngay chỗ này, các bạn thấy ngay lập tức nó sẽ canh chỉnh lại cho mình ha. Tôi để lại. Đó. Rồi giờ tôi chọn lại nè. Tôi chọn vào ngay đây và các bạn chọn ngay một cái cạnh. Và nó sẽ canh đều các khoảng cách này lại. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ nếu mà các bạn chúng ta muốn canh chỉnh các đối tượng mà nó align thẳng lại với nhau, thì các bạn chúng ta làm cái lệnh align thôi. Các bạn ấy. Đó. Hoặc là đầu xe. Align theo đầu xe hoặc là align theo đuôi xe. Trong trường hợp này các bạn chúng ta thấy nếu mà xe nó không nằm trên mặt đất thì các bạn chọn hết cái chỗ này và các bạn align nó lại. Các bạn lưu ý là khi các bạn chọn nhóm nhiều đối tượng thì nó sẽ align trong nhóm đó. Còn nếu các bạn align theo một đối tượng này với một đối tượng khác thì các bạn chúng ta sẽ thực hiện riêng rẽ. Được chưa các bạn? Bây giờ tôi qua tới cái extension khác. Những cái này nếu mà các bạn xem có thắc mắc thì các bạn cứ việc đặt câu hỏi ha. Để không có tốn nhiều thời gian nói đi nói lại thì tôi sẽ qua tiếp tới cái khác. Thì trong cái phần này tôi giới thiệu các bạn cái extension có tên là Covilop.
Thì cái Covelop này các bạn thường hay vẽ những cái đối tượng, thí dụ như nếu mà bạn nào muốn vẽ những cái hệ lam trần lượng sóng giống như cái hình minh họa bên này của tôi nè các bạn, thì tôi sẽ vẽ ra những cái profile. Đây là những cái profile. Và nếu mà bạn nào biết sử dụng AI hoặc là CorelDRAW thì trong AI CorelDRAW nó sẽ cho phép các bạn một cái lệnh. Cái lệnh đó là lệnh blend, blend các đối tượng với nhau, đúng không? Nó sẽ tự động tạo ra các đối tượng phụ giữa hai cái đối tượng chính. Đó, để nó tạo ra cái cảm giác nó biến dạng dần 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 qua tới cái đối tượng mà các bạn muốn chỉnh tới. Bây giờ đối với hai cái này tôi sẽ chọn hai cái bề mặt của cái này trước và thực hiện cái lệnh đó cho các bạn xem. Cái lệnh đó chính là lệnh Covelop. Trong bộ Covelop có 3 lệnh thì tôi sẽ nói 3 lệnh luôn cho các bạn. Lệnh thứ nhất là các bạn khi click vô đây ha, tôi sẽ click lại. Đây, nhớ double click vô để cho nó chọn hết nha các bạn ha, vừa chọn bề mặt vừa chọn cạnh luôn. Thì các bạn sẽ thấy nó tạo ra một cái blend các đối tượng này với nhau. À, không các bạn. 1 2 3 4, tức là nó thêm 1 2 3 4 4 cái layer nữa. Trong trường hợp các bạn muốn tăng cái số này lên thì các bạn nhập ở cái thông số set này. Ở đây là 5, 5 tức là nó tính theo cái khoảng hở 1, 2, 3, 4, 5 thì nó ra 5 ở đây. Các bạn cứ tăng lên thì các bạn nhập ở cái thông số này. Thì càng tăng thì nó sẽ tạo ra những cái layer phụ khác để tạo cái hiệu ứng chuyển đổi giữa các layer. Được chưa? Rồi, trong đây các bạn lưu ý thêm cho tôi là cái phần Spline Method và ở cái phần Geometry. Ha. Cái phần method này lát nữa tôi sẽ chọn nhiều cái một lúc và tôi làm và tôi sẽ cho các bạn xem những cái method này ở đây nó có tác dụng gì. Và cái geometry này tôi nói luôn, geometry khi tôi chọn cái đầu tiên á thì các bạn thấy nó thể hiện những cái cạnh ra. Tức là khi các bạn ok cái nó thể hiện nó giữ là những cái cạnh này cho các bạn. Đây là cái tiếp nối, các bạn có thể bật tắt cái này ha các bạn ha. Thì ở đây các bạn chọn cái nút lệnh thứ hai thì nó sẽ giữ lại các layer phụ blend giữa hai cái lớn này. Khi các bạn nhấn nút ok cái là chỗ này thì nó sẽ giữ lại cho các bạn những cái layer này thôi, chứ nó không có tạo hết tất cả nguyên bề mặt này cho mình. Bây giờ tôi thử ha, cho các bạn nhấn ngay đây, nhấn nút ok đó, các bạn thấy nó sẽ tạo ra các layer này. Và các cái này nó chưa có bề mặt, thì nếu muốn có bề mặt thì hôm trước tôi có chỉ cho các bạn một cái extension rồi đúng không các bạn? Đó là extension có tên là make face và các bạn cứ việc là click vô make face là xong. Đúng chưa các bạn? Để đồng bộ hết tất cả mặt trái phải thì tôi sẽ revert nó như vậy. Còn tạo độ dày thì sao? Tạo độ dày thì các bạn cứ việc là dùng lệnh soi push pull và thực hiện tạo độ dày cho nó ha các bạn ha. Được chưa? Rất là nhanh đúng không các bạn? Chỗ này á, lẽ ra hồi nãy tôi tại vì nó giữ lại một cái đầu và cái cuối nó không có chọn trong cái bộ này. Thì khi các bạn làm ra các bạn accept đồng ý trong kia nó chỉ tạo tách ra như vậy cho các bạn thôi nè. Đúng không? Rồi, tôi thực hiện nhiều cái đối tượng cùng một lúc ha, tôi chọn hết nè các bạn. Và tôi nhấn vào cái nút lệnh Covelop. Thì bây giờ các bạn thấy những cái đường mà nó tạo ra nó sẽ liên tục với nhau. Đây các bạn. Thì bây giờ mình nhìn vô trong cái chỗ này tôi bắt đầu tôi nói về những cái thông số của cái chỗ này. Đầu tiên cái thứ nhất này, khi các bạn nhấn vào những cái method này này thì nó bắt đầu nó sẽ thay đổi nhẹ các cái layer sinh phát sinh ở trong này. Ha các bạn ha. Đó, các bạn click vô thì nó sẽ thay đổi nhẹ. Thì trong trường hợp mà nhiều cái cùng một lúc như vậy á, thông thường là tôi hay chọn vào cái option này ha các bạn, để cho nó có thể nó được chia đều, trơn tru và mượt hơn. Cái này nó chỉ khác nhau tí xíu thôi. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm những cái khác cũng được ha, nhưng mà riêng đối với tôi chọn một cái này hoặc cái này. Rồi như hồi nãy tôi nói đây là phát sinh giữa các đối tượng 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn muốn tăng lên nữa thì nó sẽ phát sinh nội bộ trong hai cái vùng này cho các bạn. Được chưa các bạn? Và
Tương tự, tôi muốn giữ lại những cái hình này thôi. Tôi sẽ chọn hết chỗ này. Nhấn nút đồng ý. Và trong tích tắc, nó đã tạo ra cho các bạn các đối tượng như vậy. Đúng không? Bây giờ tôi mở hết tất cả cái này, tôi nhấn Ctrl A. Tôi nhấn vào Make Face để cho nó tạo cái bề mặt. Trong trường hợp mà các bạn Make Face á, mà nó các bạn chọn quá nhiều á, có thể là nó không Make Face được hết, thì các bạn chúng ta có thể chọn riêng từng cái để các bạn Make Face nó cũng được ha các bạn. Được chưa? Rất là đơn giản ha. Hoặc là trường hợp mà các bạn Make Face mà không được nữa thì các bạn chọn hết cái này và các bạn click chuột vô cái phần contour này nè. Tức là nếu mà trường hợp các bạn không có cài cái Make Face á, các bạn có thể sử dụng cái contour này để nó tạo bề mặt hết cho mình luôn. Đôi khi nó tạo bề mặt nó chưa có được chính xác thì các bạn có thể chọn riêng từng cái hoặc là một nhóm ít cái thôi, rồi các bạn làm nó sẽ tạo bề mặt chính xác hơn riêng cho mình hay các bạn. Đấy, cái này nó hơi bị lỗi về cái contour. Ok, cứ làm cho các bạn xem để các bạn dễ hình dung đi. Tạo bề mặt thì các bạn cứ dùng cái Make Face này thôi. Do tôi chọn nhiều quá, cái máy này cũng không đủ cái khả năng để cho nó Make Face nhiều một cái như vậy, thì các bạn có thể tách riêng vài cái để các bạn làm ha. Đó. Được chưa các bạn? Đây là cách tạo lam, à, tạo cái khung lam như vậy các bạn. Cứ chọn hết ha. Các bạn hỏi làm như thế nào làm lại thì cứ vậy thôi. Đó, ok. Cứ cái này. Giữ cái này cũng được. Ok. Nếu các bạn cho ít lại, coi như thế nào ha. Cái này nó không Make Face được. Make Face này thì lỗi, các bạn buộc phải chỉnh ở trong này, hơi tốn thời gian. Thì cái này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau đi. Trong trường hợp này các bạn cứ Make Face nó bình thường là được rồi. Tối hôm qua làm được nhưng mà bây giờ nó lại bị cái gì? Để cái này tôi xem lại ha. Rồi, sang cái nút lệnh thứ hai của Covilop. Đó là cái nút lệnh blend các đối tượng với nhau thông qua một cái đường dẫn. À, tôi chọn hết như vậy và tôi click chuột vào cái nút lệnh này, nó sẽ blend với nhau như vậy các bạn. Thì tôi cũng ít sử dụng những cái model mà nó tạo cái hiệu ứng blend như vậy lắm, tôi vẫn chưa có làm cái gì mà buộc phải blend các đối tượng. Thì các bạn chúng ta có thể chỉnh các thông số thêm ở đây các bạn để cho cái hình khối của mình nó hoàn hảo hơn. Blend các đối tượng với nhau. Rồi, bây giờ sang cái nút lệnh thứ ba là nút lệnh này. Thì nút lệnh này nó có tác dụng là tạo bề mặt từ nhiều cạnh liên tục với nhau. Đây ha các bạn, tôi chọn hết tất cả cái này. Tôi nhấn vô cái nút lệnh thứ ba. Đó. Và các bạn chúng ta có thể thay đổi các thông số ở trong này. Nếu các bạn thấy ok rồi thì cứ việc nhấn nút ok. Được chưa các bạn? Nhớ thì đối với cái nút lệnh thứ ba này các cạnh nó phải dính với nhau ha, nó rời nhau ra giống như thế này. Thì các bạn chúng ta thí dụ như nó rời nhau ra như thế này đi thì các bạn không thực hiện được ha, mà lúc đó các bạn thực hiện qua cái lệnh thứ nhất này đúng không. Thì trong trường hợp các bạn muốn ứng dụng trong những cái dạng như cái mái lều cánh diều đi đó, tôi chọn hết cái này, tôi nhấn ngay đây, các bạn cho ra được cái hình cấu trúc mái lều cánh diều. Hoặc là nếu mà các bạn muốn cho nó hướng xuống thì cứ việc là chúng ta chọn những cái hướng xuống như vậy. Được chưa các bạn? Và tôi mới hướng dẫn cho các bạn ba cái lệnh của Covilop. Bây giờ tôi qua tới cái extension tiếp theo, đó là scale một cái group nghiêng theo bề mặt. Tức là bây giờ tôi sẽ nói về cái bộ extension có tên là Freedo Scale này. Freedo Scale này rất là hay ha các bạn. À, thì tôi sẽ giới thiệu một số cái nút lệnh mà tôi thường dùng nhất ở trong cái Freedo Scale. Nút lệnh thứ nhất á, bây giờ các bạn xem cái hình khối của tôi nè. Tôi có một cái bề mặt
và tôi vẽ một cái đối tượng khác theo cái bề mặt này. Sau đó tôi component hoặc là tôi group cái bề mặt trên. Nếu tôi muốn thực hiện cái lệnh scale cái đối tượng này dài hơn ra theo cái chiều dọc này nè, thì các bạn thấy là cái đối tượng của mình nó bị như vậy, đúng không các bạn? Đây là cái lệnh scale mặc định của SketchUp. Nhưng nếu các bạn chúng ta muốn scale nó theo đúng cái hướng của cái đối tượng của mình vẽ, thì các bạn thực hiện cái lệnh scale. Scale này các bạn không dùng cái đầu tiên ha, các bạn chọn qua cái thứ hai. Thì khi các bạn chọn qua cái thứ hai, các bạn nó cũng không có gì khác so với cái cơ bản của anh chàng scale kia hết, đúng không? Nhưng các bạn di chuyển chuột, các bạn click chuột vào các cạnh. Khi các bạn click chuột vào cạnh, cái khung bao scale này nè, nó sẽ thay đổi. Đó, tôi click chuột vào ngay đây. Các bạn thấy cái khung bao của cái đối tượng này nó theo cái độ nghiêng của đối tượng của mình, đúng không? Và các bạn chúng ta sẽ, tôi làm lại ha. Tôi di chuyển chuột vào các cạnh nè. Tôi click nè. Thí dụ như tôi cần theo cạnh này, nhưng mà tôi để thì chuột hiện tại theo cạnh này không được, thì các bạn cứ click chuột vào một cạnh khác. Xong sau đó click quay trở lại cái cạnh này. Các bạn đã thực hiện theo cái scale, theo cái hướng nghiêng của cái đối tượng. Chưa các bạn? Đồng thời khi mà các bạn thực hiện cái lệnh scale như vậy á, các bạn chúng ta có thể là nhấn cái phím tab ha các bạn ha. Nó cái này nó chưa cho chúng ta thực hiện cái lệnh tab. Đây các bạn. Rồi, được chưa? Đó là cái tác dụng của cái lệnh box scaling. Rồi tiếp theo là tôi sẽ nói tới cái Freedo Scale theo cái box tapering. Thì cái này á, tôi sẽ chọn qua cái scale khác ha. Đây, thì cái nút lệnh này các bạn chúng ta có thể là biến dạng theo từng cái hướng khác nhau. Thôi bây giờ tôi chọn hướng này, chẳng hạn như vậy. Ha. Các bạn có thể là nhấn phím Control để thay đổi cái tâm để nó scale, đúng không? Hoặc là các bạn chúng ta có thể sau khi xong các bạn cứ enter ha. Rồi các bạn có thể là gì? Ngoài cái việc mà các bạn chúng ta di chuyển này thì các bạn chúng ta cũng có thể là để chuột ngay giữa nè. Xin lỗi. Các bạn canh chỉnh ha. Khi các bạn di chuyển chuột nhẹ trên cái bề mặt á, thì trên một cái nốt nè, thì các bạn để ý tới cái bề mặt mà nó highlight. À, các bạn hiện giờ nó highlight bề mặt ở trên là màu đỏ này, à, thì tôi scale nó như thế này, đúng không? Các bạn nhớ ha. Thì đây tôi nhấn Control, các bạn có thể là nhấn phím kèm với phím Shift để thay đổi nó theo cái kiểu là không đồng dạng ha các bạn. Ok, các bạn đã ra được cái hình khối nó giống như thế này. Các bạn nói tôi là có thể dùng FFD được hay không? Thì các bạn nhớ hôm trước chúng ta nói FFD đúng không các bạn? Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái FFD ha. Với điều kiện cái này nó là một cái group ha các bạn ha. Rồi các bạn dùng cái FFD chỗ này, các bạn thực hiện cái lệnh FFD ở đây cũng được. Đó. Nhưng mà khi các bạn dùng FFD nó sẽ xuất hiện những cái bề mặt cắt giống vậy này. Được chưa các bạn? Nó làm cho cái hình khối bề mặt của các bạn nó cảm giác nó bị nát mặt hết. Thì các bạn trong trường hợp dùng FFD thì cũng bấm vô cái nút lệnh này, nó smooth lại. Nhưng mà có một số cạnh nó bị lỗi, nó vẫn còn giữ lại cho mình. Do đó tôi cũng dùng Freedo nhiều hơn là hẳn FFD. Tiếp theo là cái nút lệnh Freedo Scale theo cái dạng này. Thì cái này là nó là làm xiên cái hình khối của mình ha các bạn, làm xiên cái hình khối. Tôi không dùng mà là màu đỏ ha. Tôi qua tiếp tới cái này, qua tới cái lệnh Freedo Scale theo dạng box này. Cái này rất là hay các bạn. Cái này trong trường hợp mà khi các bạn scale những cái chi tiết mà các bạn muốn giữ lại độ dày của một cái chi tiết nào đó của đối tượng. Thí dụ như bây giờ các bạn nhìn vào đây, tôi muốn scale cái tủ này nó cao hơn tí xíu. Các bạn cứ hình dung đây giống như là một cái bàn đi ha, cái kệ đi. Các bạn scale nó lên theo cái lệnh cơ bản của anh chàng scale, thì các bạn thấy những cái hình khối này nó bị biến dạng, đúng không các bạn? Cái bề mặt ở đây nè, độ dày nó bị biến dạng. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng qua cái lệnh anh chàng scale này.
Thì các bạn thấy khi tôi scale lên xuống á, cái độ dày của cạnh cạnh ngang này nè, nó vẫn được giữ nguyên so với cái kích thước ban đầu, đúng không các bạn? Giữ nguyên so với kích thước ban đầu. Thí dụ bây giờ tôi muốn ngang như thế này thì các bạn thấy rõ ràng hai cái bề mặt bên hông nó sẽ ngang qua theo. Ha, các bạn có thể nhấn phím Control để cho nó scale từ cái tâm. Ngoài ra khi các bạn chúng ta nhấn phím Tab, các bạn có thể nhập cái thông số mà các bạn muốn scale kích thước theo một kích thước nào. Thí dụ như bây giờ nó nói là từ kích thước hiện tại là 6 mét 9 mấy này, các bạn muốn scale tới theo chục màu đỏ là bao nhiêu. Giả sử như tôi muốn cho nó là còn lại 5 mét thôi, Enter, thì cái khoảng của này từ đây qua đây là 5 mét, tức là các bạn scale theo một kích thước các bạn muốn. Ngoài ra nó còn cho phép các bạn chỉnh sửa các vị trí mà các bạn cần khóa nó lại à, các bạn ha. Thí dụ bây giờ tôi muốn cho cái độ dày này ở đây cao hơn tí xíu đi. Rồi bây giờ các bạn xem nếu tôi thực hiện cái lệnh scale này à, bây giờ tôi cho cái này cao hơn tí này đi ha các bạn à, tôi cố tình tôi cho nó một khe nhỏ này thôi. Để các bạn thấy cái khe hở này đôi khi á, nó sẽ tôi muốn scale là scale cái chỗ cái khe hở này nè, các bạn có thấy không à, hiện giờ nó scale là nó scale bên dưới, tôi muốn scale cái khe hở này thì tôi thực hiện cái lệnh scale này ha, tôi nhấn phím Tab xong sau đó ha tôi cứ ok đi và tôi di chuyển chuột tới ngay cái bề mặt nè. Tại vì nếu mà các bạn không nhấn Tab, các bạn thử di chuyển tới bề mặt, nếu mà các bạn không thấy được á thì các bạn nhấn phím Tab một cái rồi nhấn ok hay cancel gì đó, các bạn click cho bề mặt này, các bạn di chuyển nó và các bạn thậm chí có thể tách tách nó ra bằng cách các bạn nhấn phím Control một lần ha, các bạn ha, các bạn sẽ tách nó ra được cái bề mặt này, nó sẽ giữ nó giữ lại trong cái phạm vi. Tôi thực hiện lại. Đôi khi mình làm cái mình chỉ cần xoay rotate cái khung hình cái thôi là nó đã bị mất cái ha. Các bạn có thể thực hiện cái lệnh scale. Tức là gì? Nó scale từ cái phạm vi bề mặt này nè, scale trở lên thôi các bạn thấy không? Nó giữ nguyên cái phần bên dưới này. Đó. Thấy chưa các bạn? Đó. Đó, các bạn click chuột vào bề mặt mà các bạn cần giữ nè. Thí dụ tôi để ngay đây nè, các bạn thấy nó sẽ scale mặt trên nè. Đúng không? Tức là đây là giống như cái vùng khóa của nó lại vậy. Đó. Được chưa các bạn? Tiếp theo là tôi giới thiệu qua tới cái nút lệnh mà xoắn. Xoắn thì đơn giản thôi. Các bạn chọn chuột ngay cái bề mặt ha. Thì mỗi một bề mặt nó đều có một cái góc xoay hết. Các bạn cứ việc xoắn nó. Mà các bạn làm mấy cái này quá thì cái quá trình mà chúng ta thi công sau này cũng khó khăn lắm. Xem coi concept của mình thì thuộc vào concept mình thì cần làm. Còn không thì cũng không cần phải làm nhiều đâu. Như vậy thì thi công cũng rất tốn thời gian, thiếu độ chính xác. Nhưng mà tôi nói vậy thôi chứ còn tùy vào cái sự sáng tạo của các bạn. Nhiều khi các bạn muốn xoắn xoắn rồi sau này thi công người ta sẽ có giải pháp khác ha. Giải pháp để làm theo cái thiết kế của các bạn. Rồi, bây giờ tôi có cái lệnh lệnh cuối này. Nó cũng rất là hay các bạn. Cái lệnh uốn cong đối tượng, thí dụ tôi có một cái thanh thanh sắt như thế này. Và tôi muốn uốn cong từ một cái phạm vi chỗ này thôi, tôi muốn uốn gập xuống giống như các bạn cứ lấy cái đe các bạn đập cái sắt in này. Uốn cong theo cái mặt bàn bên dưới này, hiểu không các bạn? Thì tôi sẽ thực hiện cái lệnh tôi không dùng lệnh thì tôi dùng cái lệnh này. Ha. Đó là cái chỗ này nè các bạn. Đây. Tôi làm trước cho các bạn xem ha. Đầu tiên tôi click một cái khoảng cách ở trên cái đối tượng. Xin lỗi, tôi click một vị trí ở trên một cái đối tượng của mình. Và khi tôi click á, các bạn chúng ta có thể là nhấn phím chuột trái phải lên xuống để khóa cái hướng xoay. Và khi tôi kéo nè các bạn, tôi đây chính là cái vị trí mà nó sẽ bắt đầu uốn cong này ha. Tôi bắt đầu để ngay tới cái chỗ này. Thì trong phạm vi cái thước mà tôi kéo á,
chính là cái phạm vi nó sẽ uốn cong lại phần ngoài cái phạm vi từ đây đến đây nó sẽ thẳng ha các bạn. Đây tôi click và tôi click chuột lần nữa. Tôi uốn cong cái sắt lại cho các bạn xem. À, vậy là tôi đã uốn cong được cái thanh sắt rồi ha các bạn. Rồi khi mà các bạn uốn cong như vậy nè, đôi khi những cái trường hợp mà các bạn chúng ta cần phải tăng cái số lượng cạnh này lên, tại vì khi tôi uốn như vậy các bạn thấy nó cái thước của mình nó có hai cái rãnh đúng không, một cái và hai cái đúng chưa. Đôi khi những cái trường hợp mà cái bề mặt các bạn uốn cong nó dài quá các bạn, thí dụ như vậy tôi uốn cong xuống ha, thì đôi khi các bạn sẽ gặp phải trường hợp là cái chỗ này nè nó gãy đúng hai lần thôi. Còn ở đây hiện giờ tôi đang để cái thông số như là tự động nó phát sinh cái đó đó. Còn nếu mà các bạn chúng ta thấy những cái trường hợp khi các bạn uốn cong nó bị gãy khúc hai lần, một đoạn hai đoạn, thì lúc này các bạn chúng ta cần phải chỉnh cái thông số bằng cách các bạn nhấn phím tab. Các bạn cứ để chuột vô các bạn nhấn phím tab ha. Đây thì bây giờ các bạn muốn tăng cái thông số đó lên, tức là tăng cái độ mềm cho nó làm mềm lên, ví dụ tôi muốn cho nó lên làm cỡ khoảng chừng 10 cái đi. Ok, và tôi kẻ một cái đoạn từ đây tới đây các bạn sẽ thấy nó có 10 cái đúng không các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tức là 10 cái cạnh phát sinh nhỏ bên trong. Khi tôi uống nó thì nó sẽ tạo ra 10 cái. Còn các bạn cho cái số âm như là nó tự động á. Ở đây các bạn thấy nó ra từng khúc nhỏ không? Đây nè, đoạn từng đoạn nhỏ này, đoạn này, đoạn này, đoạn này. Đúng không các bạn? Đó, nhìn ở đây các bạn dễ thấy bề mặt của nó nhất nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nè, tới bề mặt của nó, đúng không? Một là các bạn để cái thông số mặc định, hai là các bạn nhập cái thông số độ gãy cho nó ha. Rồi, tương tự thí dụ như hôm trước tôi coi một cái tutorial của cái ông mà bên nước ngoài làm, ông ta vẽ nguyên cái ghế của cái bộ phim nói chung là cũng khá nổi tiếng mà tôi tự nhiên quên mất rồi. Tức là cái ghế nó xếp bởi rất nhiều thanh gươm với nhau á các bạn. Thì tôi sẽ click chuột ngay chỗ vị trí mà tôi uốn cong ha, tôi kéo tới cái vị trí mà tôi cần cho nó cong. Đó, bạn có thể kẻ một cái đường line cũng được. Rồi, xong sau đó xác định ngay vị trí cần làm cong, thí dụ ngay đây đi. Tới đây đi. Click chuột một cái ha, và tôi uốn thanh gươm của mình nó cong như thế này luôn. Và tôi chỉ việc nhấn enter hoặc click chuột ra ngoài, các bạn sẽ thấy thanh gươm của mình nó bị bẻ cong luôn á. Cũng rất là hay. Nếu mà cái máy của các bạn nó yếu á thì cái quá trình làm này nó rất là dễ bị crash, nên các bạn lưu ý cái chỗ đó trước khi thực hiện những cái lệnh mà nó phức tạp, thì các bạn nên lưu cái file lại các bạn. Thì cái uốn cong này nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt của nó, thí dụ như bây giờ các bạn có một cái giống như thế này, giống như bây giờ các bạn có một cái hệ giống như là những cái thang tổ ong đi, và các bạn dùng cái này các bạn xếp nó cong theo một cái bề mặt 90 độ. Chẳng hạn như vậy ha các bạn ha. Rồi, các bạn chúng ta có thể thực hiện cong. À, bây giờ tôi phải cho nó nằm xuống ha các bạn. Kẻ nó một cái đường nào đó hoặc là không cần cũng được, ví dụ tôi xác định ngay vị trí này. Nhớ nhấn phím trái phải lên xuống ha để xác định hướng cong. Tôi muốn cho nó cong tới cái khoảng này thôi. Click chuột cho nó cong xuống. Và các bạn có thể nhập cái thông số đó, nó đã cong cho các bạn rồi. Chà. Các bạn có thể tạo cái độ dày của cái lưới tổ ong này trước, rồi các bạn chúng ta có thể uốn cong nó sau cũng được. Được chưa? Còn cái chỗ này mà các bạn muốn cho cong nhiều hơn thì các bạn nhớ hồi nãy lúc mình tạo á, thì mình click một cái kéo một cái độ dài nó rộng hơn, thì cái độ dài nó chính là cái độ dài xác định được cái góc cong này thôi. Bây giờ tôi qua tới cái phần Flowify. Thì trong cái Flowify này á các bạn, thì nó có tác dụng để tạo ra những cái hiệu ứng
Giống như là các bạn biết cái cây lam của những cái hoa văn ở trên cái cầu thang giống như thế này. Đó, các bạn. Đó. Thí dụ bây giờ các bạn uốn một cái đối tượng cong theo để tạo ra cái hoa văn trên cái lan can như vậy của mình á. Chứ các bạn. Tức là nó vừa cong theo cái chiều này mà vừa xiên lên theo chiều kia. Thì cái này các bạn chúng ta có thể dựng ngay từ lúc đầu, xong sau đó chúng ta dùng cái anh chàng Ben này để các bạn làm cũng được ha. Nhưng mà đây là một cái cách khác, hướng dẫn các bạn một cái cách khác, đó là các bạn dùng cái Flowify. Buổi trước có một bạn hỏi tôi là cái Flowify này, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ có tôi có cái lan can rồi. Thì cái việc vẽ cái này nó đơn giản quá. Buổi trước tôi đã hướng dẫn các bạn dùng cái này rồi, đúng không các bạn? Các bạn vẽ một cái thang thẳng rồi dùng cái lệnh này uốn cong. Lúc đó tôi vẽ luôn cái tay vịn luôn, thì nó sẽ uốn cong được cái tay vịn luôn các bạn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thực hiện cái lệnh này. Đầu tiên là tôi lấy cái bề mặt trong, tôi chọn lệnh Tool nè, Unwrap and Flatten nè, chọn Unwrap Flatten, và nó tạo ra một cái bề mặt trải phẳng của cái bề mặt mà các bạn chúng ta mới mới làm ở đây. Đây chính là cái bề mặt phẳng được trải phẳng ra. Được chưa các bạn? Xong sau đó tôi xoay cho nó thẳng một góc lại. Được không? Và mình xếp những cái hoa văn á theo cái này. Đó, các bạn xếp theo như vậy. Các bạn lưu ý những cái chi tiết hoa văn mà nó bị lú ra khỏi cái này một cái, thì cái vùng này nó sẽ bị mất trên tương ứng trên cái tay cầm. Giả sử cái chỗ này nó chính là cái chỗ này thì nó sẽ bị mất đi ha các bạn ha. Nó chỉ giữ những cái chi tiết có trên cái bề mặt này thôi. Rồi, tôi sẽ vẽ giả sử ở đây cho nó đơn giản nhất đi. Tôi cho một cái dòng chữ. Nó nằm như vậy đi các bạn. Ha. Và cái dòng chữ này nó sẽ chạy theo cái này. Thì các bạn nhớ một điều là những cái hoa văn mình làm á, nó càng phức tạp thì càng tốn nhiều thời gian. Có những cái hoa văn mà tôi đã làm có khi tốn tới 15 phút, 20 phút để enter nó mới có thể nó uốn cong được. Ha. Thành ra những cái hoa văn, những cái trường hợp đó các bạn cần lưu ý phải lưu cái file lại trước khi chúng ta thực hiện, chứ không thôi là nó sẽ mất cái file của mình. Rồi bây giờ cách làm như sau nè. Tức là bây giờ chúng ta đã có được cái thứ nhất là trải phẳng được cái bề mặt mà các bạn muốn cái đối tượng nó nằm trên đó. Cái thứ hai là tôi đã có cái đối tượng tôi xếp lên trên cái bề mặt sau khi được trải phẳng rồi. Và cái thứ ba nữa, tôi sẽ kẻ hai cái đường thẳng tương ứng, giả sử từ đây ha, và bề mặt này tới đây. Được không các bạn? Tức là cái cạnh này nè, cái điểm này nó sẽ nối ngay đây. Cái điểm này nó nối ngay đây. Hiểu không các bạn? Rồi, các bạn chúng ta sẽ thực hiện cái bước tiếp theo. Cái này nó hơi phức tạp tí xíu. Các bạn chúng ta cần lưu ý ha. Thì đối với cái bề mặt mà sau khi xin lỗi, đối với bề mặt nguyên á, cái group này tôi đặt tên nó là group A đi. Được chưa? Group A. Group này, cái bề mặt mà sau khi trải phẳng á, tôi đặt tên nó là group B đi các bạn. Tôi mark group nó ha các bạn ha. Group. Và cái thứ ba nữa là tôi chọn hai cái cạnh này nè. Tôi mark group nó. Và ở đây tôi đặt tên nó là C. Rồi, tiếp theo là gì? Tôi sẽ group ba đối tượng A, B, C với nhau. A, B, C. Và tôi lại group lần nữa. Group này chính là group A, B, C. Được chưa các bạn? Còn cái đối tượng của mình sau khi group xong á, trong một số cái trường hợp component á, tôi thấy nó làm việc nó không được, thì tôi biến nó thành group đi. Chưa? Và tôi bắt đầu tôi chọn nguyên cái group A, B, C và cái đối tượng của mình. Sau đó tôi chọn lệnh extension Flowify và chọn ngay đây. Và ngay lập tức cái đối tượng của mình nó đã được nghiêng theo cái mặt cong. Được các bạn? Thì các bạn cứ hình dung ở đây là các bạn có những cái hoa văn đi. À, những cái hoa văn uốn lượn gì đó. Ha các bạn ha, giống như của trên
của trên cái hình mẫu này. Đó, các bạn có những cái hoa văn uốn lượn như thế này. Thì các bạn xếp phẳng lên đây trước, xong sau đó các bạn flowify nó thì nó sẽ uốn lượn trên đây cho mình. Đó. Như tôi nói, tôi tiết kiệm thời gian thì những cái đó mà tôi làm thử một cái nó có khi nó tốn tới 15 phút thì nó không cần thiết. Các bạn cứ việc thực hiện các bước lần lượt theo tôi hướng dẫn là được ha. Bây giờ tôi qua một cái dạng thứ hai của Flowify. Giả sử như nó cũng là cái kiểu này thôi các bạn. Nhưng mà tôi nói ở cái dạng mà nó có hoa văn đi. Và tôi cố tình tôi chọn cái hoa văn nó đơn giản như vậy. Và tôi tạo luôn cái độ dày cho cái hoa văn này ha các bạn. Bây giờ các bạn muốn cho cái này nó ụp xuống và nó ôm lên trên cái bề mặt nó hơi hơi phức tạp như vậy. Đúng không? Thì bây giờ á, các bạn sẽ làm như thế nào? Thực hiện các bước tương tự như hồi nãy. Tức là gì? Tôi đã có một cái bề mặt này rồi. Trong trường hợp này tôi không cần phải chạy phẳng đâu các bạn. Trong trường hợp này nếu đơn giản hết, nhất nhất á, là tôi sẽ vẽ một cái bề mặt theo cái bề mặt mà nó sẽ theo cái hướng này ha các bạn ha. Đây, tức là nó sẽ đưa hết tất cả các cái này xuống dưới cái chi tiết của mình luôn, không cần flatten cái này ra đâu. Và bây giờ tôi sẽ make group cái bề mặt này, tôi đặt tên nó lại ha. Group này chính là group A, cái bề mặt này chính là bề mặt tôi mới vẽ, tôi đặt tên nó là group B. Và tôi kẻ hai cái đường để xác định cái hướng. Ở đây á, có những cái trường hợp khi các bạn để hở nó ra khỏi cái bề mặt này, thì khi mà nó đưa xuống dưới cái bề mặt này nè, thì nó cũng sẽ có một cái khoảng hở tương ứng. Các bạn hiểu không? Thành ra do đó, trong trường hợp các bạn muốn cho cái bề mặt này nằm chính xác thì phải nằm trên bề mặt này luôn ha. Trong trường hợp này, tôi di chuyển lên tí xíu cho các bạn dễ nhìn. Tôi kẻ cái đường nối nè. Tôi dùng lệnh line, tôi kẻ một cái đường nối từ đây xuống đây. Chỉ cần hai đường thôi các bạn, không cần phải vẽ bốn đường ha, không cần phải vẽ bốn góc. Tôi vẽ hai đường như vậy. Được chưa? Rồi tôi align cái bề mặt này lại. Được không các bạn? Và tôi cho hai cái đường tôi mới vẽ này thành một cái group nữa. Và cái group này tôi đặt tên là group C. Đúng không? Rồi các bạn xem lại nè, group A, group B và group C. Và tôi chọn ba cái group này. A, B, C. Tức là chúng ta không chọn cái hình bên trên ha. Tôi lại group lại lần nữa và tôi đặt tên nó là A, B, C, Enter. Chọn hai cái chi tiết là đối tượng group A, B, C và cái hình khối này. Xong sau đó chúng ta make cái Flowify. Thì trong cái make Flowify này, hồi tối hôm qua tôi đã tính ước lượng là nó tốn cỡ khoảng chừng gần 1 phút. Thì bây giờ tôi làm luôn cho các bạn xem và các bạn chờ trong gần 1 phút để cho nó ra cái kết quả ha. Do đó những cái chi tiết mà các bạn thấy nó tương đối nó phức tạp á, thì nó tốn thời gian lắm. Như cái tay vịn cầu thang mà hồi nãy các bạn thấy tôi đưa một cái hoa văn sắc mà nó uốn lượn như vậy vô thì nó cũng có khi tốn của tôi 5-10 phút. Tùy thuộc cái tốc độ xử lý của các bạn nữa ha. Rồi các bạn chờ một chút, các bạn sẽ thấy cái này nó nằm bên trên cái bề mặt của đối tượng. Cái đối tượng này nó vừa phồng theo hai chiều luôn các bạn. À, vừa cong theo cái chiều này và vừa phồng lên, tức là cái này nó là một cái đối tượng 3D. Còn nếu mà hôm trước các bạn dùng những cái hiệu ứng như path, nó chạy theo cái đường dẫn, hoặc là shape bender thì nó chỉ theo một cái trục tọa độ thôi, đúng không? Còn cái này nó đưa xuống theo ba chiều. Đó, các bạn thấy không? Thì sau khoảng chừng gần 1 phút, cái bề mặt này nó đã được đưa xuống dưới cái bề mặt bên dưới rồi. Lúc này tôi chỉ việc là ungroup hết và xóa những cái bề mặt nào mà tôi thấy không cần thiết đi ha. Các bạn đã thấy nó được nằm bên 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 chỗ này rồi.
Còn các bạn có thể xóa luôn bề mặt này luôn cũng được. Và các bạn có thể là gì? Smooth nó lại. Rồi xong. À, bạn Hoàng Linh nói plugin này nó có tên là Flowify ha các bạn. Flowify. Đó. Thì với cái Flowify tôi đã minh họa cho các bạn hai cái hình. Thì các bạn có thể là dựa trên những cái minh họa này của tôi để các bạn chúng ta làm những cái chi tiết khác. Mà thông thường tôi thấy trong dân kiến trúc mà nội thất mình chỉ có áp dụng vẽ những cái hoa văn cho cái lan can là nhiều thôi ha. Vẽ những cái này kiểu như bà kiến trúc sư Hazit á, thì bà mới vẽ những cái kiểu hoàng hoại giống vậy. Rồi tôi giới thiệu các bạn cái extension khác liên quan tới tạo cái UV, tức là căn chỉnh cái hoa văn ở trên cái đối tượng của mình. Thì trong đây tôi giới thiệu các bạn hai cái extension. Extension có tên là Sketch UV và cái extension thứ hai có tên là Freedo. Thì trong bộ Freedo Tool đó nó có một cái tên là crew pen. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đưa cái crew pen ra ngoài. Thì với cái sketch UV này tôi đưa cho bạn bốn cái trường hợp bề mặt mà các bạn thường gặp, và đây là những cái hình mà tôi muốn áp lên trên những cái bề mặt tương ứng này. Thì bây giờ tôi sẽ làm từng cái để các bạn xem. Đây tôi đang nói về cái này ha các bạn. Thì đầu tiên á, do cái này tôi kéo vô nó là cái hình, tôi nhấn chuột phải, tôi chọn Explode, và lúc này nó trở thành một cái tester rồi. Tôi chọn công cụ tester, pick vô nó và dán vào đây. Thì trong cái trường hợp bề mặt này các bạn thấy nó bị gãy nè, đúng không? Không liên tục. Các bạn có thể sử dụng cái projection projector của cái SketchUp để các bạn căng ra cũng được. Đó. Hoặc là ở đây tôi đang nói về cái sketch UV thì tôi dùng cái này ha các bạn ha. Tôi nhìn trực diện vào cái đối tượng này. Các bạn nhớ nhìn trực diện, tôi chọn góc nhìn front view và phải nhìn trực diện theo dạng mặt cắt. Tức là tôi chuyển nó thành góc nhìn front nhưng mà không có perspective. Tôi nhấn chuột vào cái bề mặt đó. Tôi chọn vào nút lệnh này. Click chuột phải vào cái bề mặt. Tôi sẽ thực hiện lần lượt bốn cái ví dụ ở trên đây cho các bạn. Plana. Thì khi click vô các bạn sẽ thấy nó xuất hiện. Có khi nó được căng luôn cái hình. Có khi nó xuất hiện cái hệ những cái thông số giống như vậy. Thì các bạn có thể dùng chuột qua trái, qua phải để các bạn canh chỉnh lại cái vị trí của cái tester, hoặc là các bạn nhấn phím Shift hướng vô trong, hướng ra ngoài, hướng lên, hướng xuống để các bạn scale cái tester của mình, hoặc là các bạn nhấn phím Control, các bạn nhấn phím trái phải lên xuống gì đó để cho nó xoay cái tester. Tùy ha các bạn ha. Thì khi mà các bạn gặp cái trường hợp này, các bạn làm xong, các bạn canh đúng rồi ha, các bạn nhấn chuột phải, chọn nút lệnh Cell UV. Nó sẽ báo là có 24 bề mặt đang lưu. Ok. Rồi xong sau đó chúng ta thực hiện lại cái nút lệnh Pick cái vật liệu này, dán vào đây. Các bạn sẽ thấy nó gặp bị cái lỗi lại đúng không? Chỉ việc là nhấn vào cái nút lệnh này, click chuột vào chuột phải ha, chọn nút lệnh Load UV là xong. Nó đã load được cái UV của cái tester hồi nãy các bạn canh vào trong lại cái hình này. Được chưa các bạn? Cái thứ hai là hình dạng tròn. Hình dạng tròn thì bây giờ tôi lấy cái này. Tôi explode nó ra. Tôi pick nó và tôi dán vào cái tròn. Thì khi mà các bạn đưa vào cái khối cầu tròn á, thì các bạn chúng ta có thể nhìn trực diện vào, click chuột phải và chọn nút lệnh Spherical. Spherical chính là cái khối cầu tròn ha các bạn ha. Lúc này các bạn thấy nó hiện ngay lập tức cái tester mà được chỉnh rồi. Thì các bạn có thể gì? Nhấn phím trái phải lên xuống để canh chỉnh vị trí, hoặc là kết hợp với phím Shift mũi tên lên, mũi tên xuống gì đó để canh chỉnh lại cái mật độ. À, thì do đây cái hình này nó có seam, tức là cái đường nối nên các bạn thấy. Còn trong những trường hợp các bạn dùng những cái tester seamless thì các bạn sẽ không thấy cái đường nối đâu nữa hết trơn á. Ngoài ra khi mà các bạn click chuột vô á, các bạn chúng ta có thể nhập cái thông số, các bạn nhớ chúng ta nhìn trực diện vô nó nha các bạn. Tại vì nó có cái chữ view nè,
các bạn nhìn theo hướng nào thì nó sẽ canh theo cái hướng đó. Thí dụ tôi nhìn hướng này, tôi chọn view nè, và các bạn thấy nó canh cái texture nó up vô trong này, thành ra nó có những cái trường hợp lỗi như vậy. Tôi nhìn trực diện vô ha. Rồi bây giờ các bạn có thể thực hiện cái phép nhân, các bạn nhân 2 enter, tức là nó sẽ đúp lên hai lần cái mật độ hình này của mình ha. Các bạn chúng ta thực hiện phép nhân 3 thì nó sẽ nhân thêm nữa. Các bạn có thể thực hiện cái phép chia 2, có thể là nó scale cái texture lên, tức là nó giữ lại còn một nửa cái phần texture của mình đó. Thì đây là cái cách mà các bạn chúng ta có thể vừa nhập cái thông số nhân hoặc chia để thay đổi mật độ, hoặc là nếu các bạn không nhân chia gì hết, các bạn gõ cái số bình thường không, thí dụ như các bạn gõ số 45 thì tức là nó nghiêng cái góc nhìn của mình một góc, nó nghiêng cái texture một góc 45 độ ha. Các bạn nhập cái số 0 á thì nó là góc, còn nhập nhân hoặc chia tức là thay đổi mật độ, các bạn nhớ cái chỗ này. Rồi ở đây thì đơn giản hơn, tôi export nó ra. Tôi click vô trong cái này và tôi click vào trong cái khối hộp của mình. Bây giờ các bạn, do ở đây nó canh rồi ha, ở bên đây nó không có này, các bạn chúng ta chọn hết cái khối hộp, hướng nhìn trực diện vô, nhấn ở đây chuột phải chọn box ha. Thì các bạn thấy nó hiện ra các bề mặt giống vậy. Các bạn làm lại, nhấn chuột phải tiếp, sao nó báo là có 6 bề mặt, đúng rồi, hình khối hộp có 6 bề mặt nè. Click pass trở lại và các bạn thấy nó lung tung hết thì click vô đây, chuột phải load, ok, được chưa các bạn? Rồi bây giờ đối với cái hình này thì các bạn cứ việc export nó ra, tôi click và tôi đưa nó vô trong bề mặt của cái này đó. Thì khi đưa vào bề mặt thì lúc này cái hình khối của các bạn nó dạng cylindrical, tức là hình khối cong. Tôi nhấn cái nó ra hình khối cong nè. Các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể là trái phải lên xuống gì đó để di chuyển cái hoa văn của mình ha các bạn ha. Ví dụ như các bạn áp cái texture trong cái lon bia thì các bạn có thể nhấn phím shift và các bạn giãn, hoặc là cho nó thêm một cái mật độ nữa, vân vân. Được chưa các bạn? Đó là cái UV, cái UV nó rất là nhanh chóng ha, nó rất là nhanh. Bây giờ tôi qua một cái True Pen. Cái True Pen này nó hơi khác cái UV ở chỗ là nó sẽ giúp cho chúng ta là đi sâu hơn về cấu trúc bề mặt của cái đối tượng đó. Thì khi các bạn cài cái Freedo Tool á, nó không có nút lệnh phía bên tay phải sẵn đâu ha các bạn, nó chỉ duy nhất một cái nút lệnh bên tay trái thôi. Các bạn click vào nó. Thì ở trong cái danh sách này của mình á, các bạn thấy nó có cái nút lệnh tên là True Pen, đây là cái cuối cùng. Thì muốn cho nó hiện cái nút lệnh này luôn thì các bạn click chuột vào hình con mắt này, kế bên nút lệnh, tắt SketchUp và mở lại lần nữa, nó sẽ hiện cái nút lệnh này ở đây cho các bạn. Thực hiện rất là nhanh chóng. Bây giờ tôi sẽ gán một cái hoa văn. Thí dụ như bây giờ tôi gán một cái hoa văn vô cái thanh cây này đi. Đó, cây lưới giống vậy. Các bạn chúng ta nếu mà các bạn dùng cái anh chàng UV này này, các bạn rất là khó chọn, các bạn sẽ phân vân nên chọn planar, chọn spherical, chọn cylindrical hay box map. Tại vì nó không có theo một cái shape cơ bản, đúng không? Nó theo một cái shape nó khác. Thành ra bây giờ trong trường hợp này tôi sẽ dùng cái True Pen. Tôi chọn cái True Pen. Và trong cái True Pen này các bạn lưu ý dùm cho tôi có 3 cái mà nó sẽ đi cái UV. Cách thứ nhất là các bạn chọn ngay cái nút lệnh này, nó sẽ dựa trên cấu trúc lưới, bề mặt lưới, và các bạn nhớ cái nút lệnh này này, nó làm việc tốt nhất trên bề mặt bốn cạnh ha các bạn ha. Đây tôi click chuột ngay đây. Đó. Bây giờ các bạn thấy nó xám xịt đúng không các bạn? Các bạn chỉ việc là gì? Click chuột phải vào, hoặc là các bạn click lần nữa. Nó có cái phần tiêu liên 1:1 nè. 1:1 tức là nó căng cái hình này ra cho mình là đúng cái tỷ lệ của cái hình lên trên đây. Khi tôi chọn như vậy các bạn sẽ thấy nó có cây lưới chỗ này. Đó, các bạn muốn tăng mật độ theo cái hướng nào thì các bạn chỉ cần chọn cái mật độ ngay hướng đó và các bạn scale nó.
đây các bạn muốn cho nó theo mật độ hướng này, hoặc là các bạn muốn theo mật độ cả hai hướng luôn, ở tất cả các chiều luôn, thì các bạn sử dụng ngay cái chỗ này. Và thậm chí các bạn có thể là di chuyển được cái vị trí, cái hoa văn trên cái đối tượng mà các bạn mong muốn. Thí dụ như các bạn làm những cái lan can gỗ, tay vịn cầu thang, các bạn đưa những cái tester của gỗ lên trên đây, thì các bạn chúng ta dùng cái nút lệnh này để thực hiện, nó rất là nhanh và nó chính xác. Đó, bây giờ thí dụ như tôi dùng gỗ đi. Tôi cố tình chọn một cái gỗ mà nó có cái hoa văn cho các bạn, theo cái sớ cho các bạn dễ nhìn ha. Đó, tôi nhấn vào đây, các bạn thấy cái sớ gỗ nó bị sai cái tester hết này đúng không các bạn? Thì bây giờ tôi làm lại nè. Cái chỗ này các bạn không cần phải chọn hướng nhìn trực diện vô nó làm gì hết ha. Chọn cái này, click chuột vào đây. Click chuột nút 1 x 1. Đó, rồi bây giờ các bạn tăng cái mật độ vuốt theo chiều này hoặc là vuốt theo chiều này. Đó, để các bạn thay đổi cái mật độ gỗ trên cái hoa văn. Sau đó các bạn click chuột vào nút lệnh là làm mềm. Được chưa các bạn? Thì các bạn để ý nè, cái thớ gỗ của cái chỗ này nó sẽ được cong theo cái độ cong của cái góc này. Đó, đúng không? Chứ nó không có bị phẳng lì thẳng đâm hướng ra ngoài. Nhớ ha các bạn ha, cái này muốn làm vậy thì bề mặt của các bạn phải có cấu trúc lưới bốn cạnh ha. Nó cong theo giống vậy. Thì bây giờ cho các bạn xem ở trên này ha. Giả sử như tôi muốn có giống như cái gỗ của các bạn đi. Đây, tôi gán vào trong ngay đây. Thì các bạn thấy nè, cái thớ gỗ của mình nó chạy thẳng như vậy. Giả sử như các bạn muốn cái thớ gỗ nó cong giống vậy đi. Hoặc là bây giờ tôi mép một cái con đường đi các bạn. Tôi mép một cái tester là một cái mặt đường đi ha. Nó có những cái xà, xin lỗi, nó có cái con đường. Đây, giả sử như tôi lấy cái mặt đường này đi ha. Ok. Đây, tôi gán nó vào đây. Đây các bạn. Thì bây giờ giả sử như làm sao để cho cái tester cái này nè, nó cong theo cái này luôn. Thì các bạn thấy ở đây tôi cố tình để cho các bạn thấy một cái cấu trúc lưới của nó là, cấu trúc bề mặt của nó là có bốn cạnh. Ha, thì tôi chọn hết tất cả những cái này. Tôi click chuột vào ngay cái nút lệnh Frido, tôi click ngay đây. Và các bạn thấy tôi đang chọn cái này, cái hướng của nó đang bị sai đúng không các bạn? Tôi click vô lần nữa, nó hiện ra ở cái mục là Rotate 90 độ, âm 90 độ, Mirror là lật qua lật lại, Tilting là 1 x 1. Thì trong trường hợp này tôi nhấn vào cái góc nghiêng 90 độ. Đây các bạn thấy nó nghiêng theo 90 độ ha. Và nhập Tilting là 1 x 1. Do cái chỗ này hồi nãy tôi, lúc tôi dựng hình á, tôi nối hai cái này lại, nó không có kỹ á, thành ra nó bị phát sinh ra cái trường hợp mà cái lỗi UV như vậy. Các bạn chúng ta có thể canh chỉnh lại sau, tức là sau khi các bạn vẽ này ra, các bạn delete cái này đi, rồi các bạn up cái này quay trở lại của cái hình này. Các bạn. Hồi nãy tôi làm cái này nó bị sai cái này nè. Rồi, mình canh chỉnh lại nó, mình canh chỉnh, mình lật cái này lại ha các bạn ha. Tức là đại khái cái lúc đầu tôi dựng hình nó hơi ẩu, nó không có theo cái cấu trúc liên tục. Tôi vẽ nó thành từng đoạn nhỏ rồi tôi mới combine nó lại với nhau. Thì trong trường hợp này các bạn chọn hết đó. Và các bạn lật cái màu trắng này qua bằng cách là các bạn click ngay đây. Click lại, các bạn có cái phần là đảo chiều nè, UV nè. Đó, click vào cái chỗ này đó các bạn ha, đảo chiều view hoặc là V, các bạn có thể canh những cái đường này lại cho nó chính xác hơn. Canh riết rồi nó chất lớp tùm lum luôn, thì các bạn có thể là canh nó kỹ lại hơn. Cái cách canh nó đó. Thì tức là các bạn di chuyển ở trên này thì nó cũng sẽ di chuyển trên kia luôn á các bạn. Rồi chắc phải canh lại cái này cho kỹ hơn à, có thời gian thì các bạn ngồi trau chuốt về cái chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta qua tới cái
TruePen của cái này. Tôi ví dụ một cái TruePen thì quay trở lại, thay vì các bạn dùng cái kia thì các bạn có thể TruePen cái này, nó sẽ cơ động hơn nè. Tôi cho cái hình này ha, pick nó và đưa vào cái bề mặt này. Tôi vẫn có thể dùng TruePen cho những cái hình khối cơ bản ha các bạn. Click chuột vô, click thêm lần nữa ha, thiêu liên 1 x 1, tức là nó sẽ căng cái mật độ này lên một lần. Các bạn có thể click chuột để thay đổi cái mật độ hoa văn, di chuyển, thay đổi. Còn các bạn muốn nhập cái thông số là các bạn nhập ngay đây ha. Tức là bao nhiêu lần U nhân bao nhiêu lần V, tức là bao nhiêu lần chiều ngang nhân bao nhiêu lần chiều dọc á ha các bạn. Thì các bạn chúng ta có thể là thay đổi được mật độ theo một cái thông số mà các bạn nhập. Còn cái này thì các bạn có thể quay nó một góc 90. Cũng fill thì nhấn ngay đây. Cái này tôi cho nó là 0,5, 0,5 tức là nó sẽ là hai hình. Đó. Tương tự như vậy ha, cái này cũng vậy luôn. Các bạn click chuột ngay cái bề mặt này. Đó. Thì trong cái trường hợp này ha các bạn có thể chọn qua cái bên đây cũng được. Thì đối với cái nút lệnh bên đây này các bạn, nó không cần nhất thiết bề mặt của các bạn phải cấu trúc bốn cạnh. Nhớ nha các bạn, nút lệnh này nè, nó không cần nhất thiết bề mặt cấu trúc bốn cạnh. Tôi không có vẽ cái cấu trúc lưới không bốn cạnh ở đây. Thì các bạn cứ hình dung nếu trường hợp cái lưới của các bạn nó không có bề mặt dạng bốn cạnh thì các bạn có thể click cái chỗ này. Các bạn muốn fill nó thì các bạn click ngay đây. Trong đây nó không cho các bạn căng theo một hướng ha các bạn ha. Căng thêm một chục, chỉ cho hai chục thôi. Rồi, ok. Rồi, và cái nút lệnh Frido cuối cùng nó chính là cái này. Cái này chẳng qua là nó chiếu dựa trên cái góc nhìn của các bạn thôi. Ví dụ tôi muốn chiếu từ cái hướng nhìn này chiếu qua, giống như cái máy projector vậy đó, các bạn chiếu hình vô vậy đó. Thì khi các bạn chiếu vô nó có những cái hướng cấu trúc trục khác nhau. À, thí dụ như trục từ cái hướng nhìn con mắt mình nè. Đó, thì tức là nó chiếu cái hình từ phía bên đây nó chiếu qua. À, hình nó hơi biến dạng thì thông thường tôi cũng không có dùng theo cái dạng hình thức số 3. Tôi chỉ dùng hai cái dạng thứ nhất hoặc thứ hai thôi. Click chuột vào. Rất là nhanh. Thì tôi mới giới thiệu các bạn xong một số cái extension. Thì trong cái ngày hôm nay thì có một số cái trường hợp mà nó chưa có được hoàn hảo lắm. Thí dụ như những cái lỗi nhỏ của anh chàng, thứ nhất là cái lỗi nhỏ của anh chàng không có tạo bề mặt cái này. Cái lỗi nhỏ của cái anh chàng gì tôi hồi nãy tôi bị hình như không. À, cái lỗi nhỏ của cái này. Tiếp theo thì những cái này các bạn chúng ta có thể thực hành và làm kỹ lại lần nữa ha, thì có thể là được. Những cái phần mà không mắc phay này á, buổi trước tối hôm qua tôi thử thì được hết. Nhưng mà hôm nay sáng nay thì click vô không hiểu sao nó lại không có mắc phay được cái này. Thì các bạn cứ thử thực hành lại lần nữa. Nếu mà tôi tìm thấy một cái gì đó, một cái lý do gì đó không được thì tôi sẽ nói lại cho các bạn để các bạn khắc phục cùng với tôi luôn ha. Rồi, sang cái buổi sau của mình á, tôi sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm cái phần extension. Có tên nó hơi hỗ trợ phụ cho mình thôi, extension Vistool, cái này rất đơn giản, hoặc là extension có tên Material Replacer đó, rồi quạt phay tool này thì mình cũng sẽ dành sang buổi tiếp theo kết hợp với anh chàng này, và kết hợp với như tôi nói buổi trước chúng ta sẽ kết hợp với cái anh chàng này để chúng ta tạo ra những cái mô đồ lưới nó tương đối nó phức tạp ha các bạn ha, nó tương đối với nó phức tạp tí xíu. Thì bữa sau chúng ta sẽ có một cái buổi hướng dẫn đi sâu về cách dựng hình của cái top ba cái này. Ví dụ như bây giờ tôi dựng nhanh một cái, ví dụ bây giờ các bạn vẽ nhanh cái thí dụ như vậy, các bạn muốn dựng nó lên thì các bạn dùng cái lệnh này, xin lỗi cái lệnh này, các bạn nhấn phím Control và kéo nó ha các bạn ha. Rồi cái này thì các bạn cứ việc dựng lưới Control rồi kéo nó lên thôi. Rồi các bạn có thể hơi cho nó ngã ngã ra tí xíu. Rồi thí dụ như cái này, điểm này ha, tôi giới thiệu sơ thôi tại vì
À, bữa sau mình sẽ làm cái này kỹ hơn. Ví dụ như cái điểm này thì tôi có thể cho nó hơi xuống giống vậy. Rồi, tôi có thể chọn qua cái bề mặt này. Bề mặt này, bề mặt này, bề mặt này. Các cái cạnh này. Xin lỗi. Tôi dùng cái này ha. Tôi dùng cái lệnh scale. Xin lỗi. Nói chung có rất là nhiều cái bước để làm cái này rất là hay. Thì để bữa sau đi, tôi sẽ dành cái thời gian để làm kỹ một cái ví dụ cho các bạn hơn. Rồi thôi, buổi hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì các bạn gặp bất kỳ cái thắc mắc gì liên quan tới những cái extension nãy giờ tôi giới thiệu các bạn, các bạn cứ việc đặt câu hỏi hoặc là chat riêng, chúng ta cũng sẽ dành một buổi để trả lời hết cho các bạn luôn. Và cũng còn một số cái extension khác nữa thôi. Ví dụ như extension này để tạo mật độ hoa văn ngẫu nhiên. À, lẽ ra định nói cái này luôn nhưng mà sợ tốn nhiều thời gian. À, tôi cũng để cái này sang buổi sau các bạn ha. Rồi thôi, hẹn các bạn lại cái buổi tiếp theo. À, chúc các bạn sức khỏe. Các bạn có thể xem lại cái này sau khi buổi trực tiếp kết thúc trên nền tảng Facebook hoặc trên YouTube. À, cá nhân của tôi đã đưa cái đường link cho các bạn rồi. Các bạn vô đây. À, những cái buổi trước này tôi đã đưa lên đây hết rồi. Các bạn có việc gì thì các bạn xem lại. À, xin chào các bạn. Hẹn các bạn vào buổi tiếp theo.